Xin chào mọi người. Xin chào khán giả của bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi. Ngày hôm nay tôi và vợ tôi và chồng tôi quay phim với nhau tiếp. Hôm nay sẽ quay phân đoạn đi siêu thị. Nhưng mà những trong tháng trước ấy thì hầu hết là vợ tôi quay, tôi thỉnh thoảng tôi lên quay cùng vài cảnh thôi. Nhưng mà sang tháng này thì bắt đầu là tập trung vào những cảnh quay của Hạ Linh nhiều hơn, sẽ phải lao động cực lực hơn, vất vả hơn và được gặp vợ tôi thường xuyên hơn. Các bạn hãy ủng hộ cho chồng của em nha bằng cách comment như bên dưới